À, vâng, shop Tuấn Lan lại gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến các bác, các anh em đam mê đi bẫy chồn, bẫy thú. Thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho các bác hai cái mẫu cạm kiềng để các bác đi bẫy chồn, bẫy thú. Thì đây là hai cái mẫu cạm cạm kiềng 14 cm các bác nhá. Đấy, và em sẽ khám phá và sẽ giới thiệu chi tiết để các bác nào mới chơi có thể tham khảo kỹ trước khi đặt hàng bên em. Và em sẽ chia sẻ cho anh em để các bác nhận biết được cái cạm 14 cm thì là giá tiền tại sao vậy, có shop bán rẻ, có shop bán đắt anh em nhé. Thì để các bác điện trực tiếp theo ba số điện thoại này thì bên em sẽ tư vấn cho anh em. Bên em thì bán khá nhiều mẫu cạm kiềng em nhé, từ loại nhỏ nhất là cạm bẫy chuột 9 cm cho cạm to nhất là cạm 33 cm để anh em bẫy thú rừng. Đấy, nên là anh em tham khảo anh em nhé. Bên em có Zalo theo ba số điện thoại này để đặt hàng, hoặc là bên em sẽ tư vấn cho anh em. Thì đây là cái mẫu cạm kiềng 14 cm nhé. Đấy, hàng dày. Đấy, một bao dày, một bao mỏng anh em nhé. Em vừa mở ra cho các bác xem. Bao mỏng thì nó sẽ mỏng hơn. Đây, mỏng hơn các bác nhé. Bao dày nó sẽ dày hơn. Đấy, nặng hơn các bác nhé. Đấy, đây là bao dày này. Và bao đây là bao mỏng anh em nhé. Đấy, thì em sẽ lấy theo hai cái mẫu để tham khảo anh em nhé. Đấy, đây là cái hai mẫu cạm kiềng này. Đấy, hai bao, một bao mỏng và bao dày anh em nhé. Và sẽ giới thiệu chi tiết để anh em tham khảo. Đây, cái lẫy này đi theo anh em nhé. Một cái cạm kiềng thì đi theo một cái lẫy này, thì các bác về các bác có thể làm bàn đạp như này, hoặc là bên em sẽ làm sẵn cho anh em. Đấy, anh em nhé. Đây, cạm dày, cạm mỏng anh em nhé. Đấy, cạm dày này, cạm này cạm 14 cm anh em nhé. Đây, đây là bàn đạp làm sẵn cho bác như này. Đấy, rất là đẹp, gọn gẽ. Cái này thì rất đơn giản anh em nhé. Đấy, loại mỏng này. Loại mỏng thì nó sẽ vẫn là kích thước 14 cm, nhưng nó loại mỏng, cái khung này nó sẽ mỏng hơn này. Đấy, cái thép này nó mỏng hơn này. Còn loại dày này nó dày hơn, cái vành cũng dày hơn anh em nhé. Đấy, thì giá tiền nó sẽ khác nhau anh em nhé. Cái cạm dày thì nó sẽ đắt tiền hơn cạm mỏng này bằng 3.000 đồng một chiếc. Đấy, vì muốn cũng phải nói thật các bác là nhập rẻ hơn, à nhập đắt hơn thì phải bán đắt hơn. Đấy, cái này nhập rẻ hơn thì bán rẻ hơn anh em nhé. Đấy, đây các bác đặt vào đây đi bẫy thì các bác lấy chân ấn xuống anh em nhé. Đấy, ấn không, ấn mạnh không. Đấy, vành của nó rất là tròn hơn anh em nhé. Đấy, đây. Đây, các bác nhé. Đây, dài làm sao nó cân đối anh em nhé. Các bác chỉnh lại một chút. Đấy, đây là em sẽ ấy rất là vui. Thì cái này em làm sẵn cho các bác như này. Đấy, có bác thì đặt thêm. Đấy là sẽ làm sẵn một chút anh em nhé. Đấy, còn thường thường là hàng thì rất là đẹp. Đấy, nên là có cả mỡ cạm 16, 18, 22 thì thép xoắn rồi anh em nhé, 25 thép xoắn. Nên các bác nào đang quan tâm về những cạm kiềng bẫy chồn, bẫy thú thì alo trực tiếp bên em để đặt hàng. Một cái video rất là ngắn thôi. Xin chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.